Trời ơi. Ok anh em ơi, thì hiện tại là mấy hôm nay mình đang bận rất nhiều việc về cái làm stream ở Niva ở Bigo. Đấy, thì bây giờ tất cả các bạn nào mà muốn nói chuyện với mình và giao lưu với mình ở trên Bigo thì mọi người hãy tải Bigo theo cái link ở dưới phần mô tả và dưới phần bình luận anh em nhé. Và ID Bigo của mình là T1151998. Đấy, hy vọng em nhập vào ID đấy rồi anh xem sẽ vào Bigo để nói chuyện cùng mình và Ngọc nhé. Hay giao lưu cùng hai đứa mình. Đấy, gọi là hai đứa mình. Ok nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục live Bigo đây. Đức Thoại.com, shop bán nick Liên Quân, Free Fire, Liên Minh, PUBG và các game online khác uy tín giá rẻ. Ngoài ra còn có thử vận may cực chất chỉ với 10.000 đồng. Bạn có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn chỉ có Đức Thoại.com. Các bạn nhanh tay truy cập link shop mình để dưới phần mô tả nhé. Ok anh em ơi, không hiểu sao con xoan này nó cứ đứng đây anh em ạ. Thật sự không biết là sao nó cứ ngồi lên nó nhìn ra ngoài nhỉ. Nhìn chó ở đây này. Nhưng không biết là mấy ngày không có xảy ra những cái chuyện gì hết cái diễm nhưng về lại lên cái con xoăn và người ta đúng là nói câu chuẩn thật anh em, Tuyền thì nó quay cái clip Tuyền bây giờ nó không rất vào ngủ cả con diễm nghe nào không ra đây mình cũng sợ nên là mình muốn rủ Tuyền đây cùng mà người ta nói đúng thật là chó mèo có thể nhìn cảm giác như kiểu là chó mèo có thể nhìn thấy âm dương ấy, chó là mệnh là dương nhưng mà con mèo là mệnh là âm ấy. Đấy mà mình tự nhiên mình đang ngồi tự nhiên thấy chó cứ ngồi nó kiểu là nó đứng bốn chân nó nhìn ra ngoài hè mình không biết là nó nhìn cái gì nhưng thật sự mọi người mình ghê luôn anh ạ. Đó, mình không biết là nó nhìn cái gì nhưng mà chưa thấy hiện tượng gì lạ xảy ra cả. Kệ. Nhanh ra xem. Thế là những chuyện gì lại gầm ngọt à? Gì? Đang kêu đi ăn gì? Đi vệ sinh à? Bé ăn gì? Ngọt gì? Không có gì rõ. Mày điên rồi Diễm ơi. Làm gì bố ấy? Làm gì thấy nó mà mất cổ. Mất cổ á? Ừ. Tôi cũng vẫn xin lỗi bố nhá. Đi đi kìa. Đi mày nào mà mày là thằng bố. Bố đang ngủ. Bố ngủ à? Ừ, bố đang ngủ. Biết. Ừ, bố điên này. Ngồi chán cho lạnh này. Tối qua mày sao ấy? Hả? Em không biết nữa. Ừ. Bố nó ngủ nó tự nhiên vậy à? Ừ, sao thế? Vâng đấy, bố nó cổ. Bố sao? Nó quắc lên tháng này, đây đỏ này. Có đau, phải lúc nó đau. Ôi, bố có đau không bố? Sao tay mày nhọn nè mà sao tự nhiên có bốn cái móng này rồi? Em biết đâu tay em bị cụt mà. Sao lại có móng tay ấy? Bố không quắc, bố lên đau đấy. Không móng sao ở đây, có ngón tay bố đây. Ừ. Đang ngủ say thì bố giật móng bóp, giật mình. Tỉnh dậy như thế là con diễm này đau bố đau nóng không bình thường không đau nóng đấy đấy con bố không sợ con chân nó chê bố em sao anh trai sợ thôi cho vào phòng nói bố là ngủ đi vào đây đi vào ngủ không gì đi vào ngủ có chê không gì đâu bố đi vào ngủ đây. Vì cứ vào ngủ ấy. Bố nhìn dọc rồi. Bố hiểu không hiểu sao rồi. Nhìn đến em ạ. Mọi ơi. Ai gọi mày đấy? Diễm gọi à?
Không. Vào vào xem nữa. Ui, Toại. Diễm ơi. Mày ở Diễm. Mày ngoại anh à? Toại. Mày tao run lắm rồi Toại. Ui, mẹ, sao đứa học anh nhỉ? Ui, tự chứ sao tao nghe không quen đấy. Mày đừng làm tao run rồi. Ui. Anh nghe gì không? Anh ấy chẳng nghe xong tội tội tội. Ra xoan, ra xoan. Đi. Lấy cái đèn trên tủ. Mẹ, chuyện đéo gì xảy ra này. Đây, đây này. Đây này được. Xem qua em. Nhìn kỹ xem qua em. Ừ. Em hỏi tao bảo mới đi mà tìm mẹ này rồi. Cứ giúp xong. Ui. Ra xong. Nhiều này. Đi trước. Mày đóng cửa, mình thề mọi người không biết điều gì xảy ra luôn anh ạ. Quả lấy đêm nay mất ngủ à? Không ngủ. Bây giờ mình đi về. Đóng cửa. Mình thề mọi người nghe rõ cứ anh Toại ơi, mình nghe giống như Ngọc anh ạ. Mày vào xem Diễm nhỉ? Nó ngủ cái gì à? Ui, mẹ đây những cái gì xảy ra nhỉ? Mẹ lại con này không lại cái gì nữa. Mẹ từ hôm qua giờ mẹ đây lý do tại sao tao không muốn ngủ nó. Tao với thức giờ mày cùng mày giờ này. Thôi được, tao mấy